thì các bạn sử dụng trình duyệt cốc cốc thử xem sao. Này, ngày mình để đăng nhập được hệ thống của trường thì trước tiên là các bạn phải đăng nhập được cái mail của mình vào trong Chrome hoặc là Cốc Cốc hoặc là trình duyệt khác, Firefox gì đó. Rồi sau khi mà các bạn đăng nhập xong thì các bạn vào trang web của mình là lms.fpoly.edu, lms.hcm. Ok, trang web của chúng ta đổi thành cái đuôi HCM nữa. Rồi, như vậy thì đây là trang web của mình. Đó. HCM dấu trừ lms.poly.edu.vn. Và sau khi các bạn đăng nhập rồi thì các bạn sẽ sign in with Google. Là chúng ta đã đăng nhập tài khoản hồi nãy á, còn không thì bây giờ mình sử dụng một tài khoản khác cũng được, mình đăng nhập ngay đây cũng được ha. Bạn nào bị lỗi thì sử dụng trình duyệt cốc cốc thử xem sao. Rồi sau khi mà mình đăng nhập được thì trong hệ thống này mình sẽ có hai việc. Việc thứ nhất là mình lấy tài liệu. Và cái bài này nó cũng là bài thực hành của lab 1 bài 2. Cho nên các bạn chú ý chỗ này giúp thầy. À, mình lấy tài liệu thì trong này nó có cái kho học liệu. Kho học liệu. Và cái môn của mình học là môn thuộc về công nghệ thông tin ha, các bạn sẽ chọn môn công nghệ thông tin. Rồi thầy làm thầy có quay phim lại cho nên nếu mà bạn nào theo dõi không kịp thì tí nữa sẽ xem cái video ở đây, các môn công nghệ thông tin được chưa nào. Các bạn có vào kịp đến đây không? Những bạn đã vào rồi có kịp đến đây không? Rồi các môn công nghệ thông tin thì trong này nó có cái môn của chúng ta là tin học cơ sở, nó có hai chữ tin học cơ sở nhưng mà mình chọn mã là 1014. Thì sau này các bạn đi học các bạn sẽ chú ý dùm cho thầy, đối với FPT thì chúng ta mỗi môn học nó có một cái mã, nó có một cái mã môn ha, thì các bạn theo dõi cái mã môn cho nó chính xác. Rồi khi mà các bạn vào được đến đây thì trong này chúng ta sẽ tải cái gì? Trong này các bạn sẽ sử dụng cho thầy thứ nhất là syllabus được chưa nào. Đó. Syllabus thứ hai là assignment. Như vậy hai cái file này là hai cái file mà nó liên quan đến cái xương sống của môn học. Như vậy cái này chúng ta sẽ quay trở lại thử ha, coi có gì mới không. 22 sum 2B. Rồi thử xem thử là lúc này các bạn có cái tài liệu nè và có cái file syllabus, tí nữa thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn đọc hai cái file này. Đó, tí nữa mình sẽ hướng dẫn để đọc hai cái file này nội dung của nó như thế nào. Và cái tiếp theo mà các bạn làm trong bài lab của mình tức là cái bài tập á, tí nữa thì các bạn sẽ có là tải các bài lab này về. Tải bài lab về. Như vậy mình có ở đây từ lab 1 cho đến lab 8. Như vậy là tải tài liệu học tập ha. Đó, tải tài liệu học tập. Như vậy đây là phần bài tập. Được chưa nào? Đó, bài tập của chúng ta. Làm gì? Ở đây phía trên là có cái yêu cầu và phía dưới là có cái hướng dẫn làm bài. Được không? Hướng dẫn làm bài. Chúng ta dùng step by step để chúng ta copy lại cái màn hình và nhớ ở dưới này là người ta hướng dẫn, còn mình làm là mình làm thực tế trên máy của mình và các bạn sử dụng các cái mũi tên, các cái chú thích là do mình làm chứ không phải là copy lại cái bài này rồi nộp lại nhé. Đấy, như vậy các bạn chú ý dùm cho thầy. Bài số 2 cũng tương tự như vậy. Các bạn cũng tạo new folder FPT Polytechnic.
Rồi, tạo tiếp ha, vào folder con truy cập vào LMS để tải cái bài về. Đấy, như vậy truy cập vào đây mình tải về. Vậy là mình đã có được các cái bài lab, tức là trong quá trình học mình có các cái bài tập á thì sẽ hướng dẫn cho các bạn tải. Rồi bên này nó có cái slide bài giảng. Như vậy, trong cái phần slide bài giảng thì các bạn cũng tải giúp cho thầy về. Đây, bài giảng số 1, số 2, số 3 cho đến bài giảng số 8. Được chưa nào? Như vậy những cái bài giảng này là nó thuộc dạng PDF luôn. Các bạn có thể tải các cái bài giảng này về máy của mình. Như vậy mình đã có được cái kho tài liệu học tập là các cái bài giảng, rồi các cái bài lab. Được chưa? Lab, bài giảng, syllabus, tức là cái đề cương của môn học, mình học cái gì, học buổi nào, thời gian bao lâu. Được chưa nào? Rồi đến cái assignment của chúng ta. Assignment tức là một cái bài tập cuối khóa của môn học. Đối với lại bất kỳ môn học nào thì chúng ta cũng có một cái bài tập cuối khóa. Thì ở đây nó giống như là một cái đề của cái bài tập cuối khóa của chúng ta. Như vậy các bạn đã hoàn thành xong cái phần lấy tài liệu. Được chưa? Đó là phần thứ nhất của chúng ta khi mà sử dụng hệ thống LMS.